Xin chào các bạn đã đến với Góc Yêu Bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món cà nấu đậu các bạn nhé. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là cà. Cà ở đây thì mình có cà xanh, các bạn có thể thay thế bằng cà tím cũng được. Nguyên liệu thứ hai đó là xương, ở đây mình sử dụng xương vỉ các bạn nhé. Nguyên liệu thứ ba đó là đậu, 2 bìa. Nguyên liệu rau và gia vị đi kèm thì gồm có rau tía tô, rau lá lốt, cà và ở đây thì mình có cả nghệ đấy các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành sơ chế. Ở đây thì rau thì các bạn sẽ rửa sạch và xái nhỏ. Tỏi và nghệ sẽ băm nhỏ các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thái cà. Cà ở đây thì mình rửa sạch rồi mình tiến hành thái. Các bạn vừa thái cà thì các bạn thái xong thì các bạn sẽ cho luôn vào nước các bạn nhé, để nó tránh bị thâm. Thâm cà. Các bạn có thể bổ hình móng cau hoặc là các bạn có thể bổ như thái như của mình đều được nhé. Mình thấy đâu thì mình sẽ cho luôn vào nước đến đó để cà hạn chế nhất cái việc bị thâm cà. Cà này bây giờ mình sẽ để đây ngâm nước. Còn đậu này thì các bạn sẽ thái thành những cái viên chì, miếng chì nhỏ rồi các bạn đi rán các bạn nhé. Cà này mình sẽ ngâm khoảng tầm 10 phút trong nước rồi bắt đầu mình tiến hành đi luộc. Trong quá trình chờ cà này mình sẽ tiến hành đi rán đậu các bạn nhé. Đậu này các bạn có thể cắt miếng nhỏ vừa ăn hoặc ở đây thì mình sẽ cắt con chì nhỏ. Sau khi dầu sôi già thì giờ mình sẽ tiến hành cho đậu vào rán nhé. Mình sẽ tiến hành xào xương các bạn nhé. Mình sẽ phi tỏi lên, phi tỏi thơm lên. Ở đây tỏi và nghệ các bạn sẽ đập đập nhỏ nhé. Rồi mình tiến hành cho xương vào xào các bạn nhé. Ở đây xương thì mình sẽ cho một chút hồng chanh. Ở đây cà này mình đã đổ nước đi rồi, mình cho cà vào xào cùng. Các bạn chuẩn bị cho mình một chai nước nóng để sau khi mình xào cà cùng nấm gia vị xong rồi chúng ta sẽ cho vào chai nước nóng để đun nhé. Chuẩn bị một chai nước nóng là tốt nhất để mình đổ được thâm sấp với cả cái lượng cà và xương mình có là sẽ ngon hơn. Mình sẽ tiến hành cho cà vào các bạn nhé. Để tiếp tục ninh ở trong xoong cho cái cà với cả xương nó nhừ. Sau khi
lúc các bạn sôi rồi thì mình tiến hành cho cà với cả xương khi trong quá trình trước mình đã xào rồi. Cho vào đây để mình tiếp tục ninh cho đến độ khoảng tầm 15 phút để cho xương nó nhừ, có da có chất ngọt như cà của mình nó nhừ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ để lửa nhỏ riu riu ở ninh các bạn nhé. Trong quá trình chờ cà với cả xương ninh thì mình sẽ tiến hành thái rau, lá lốt với cả rau tía tô nhé. Sau khi các bạn ninh được khoảng tầm 15 phút thì mình sẽ tiến hành cho đậu vào các bạn nhé. Các bạn nêm nếm vừa với cả cái khẩu vị của gia đình nhà mình rồi thì sau đó mình chỉ tiến hành cho đậu vào. Rồi sau đó các bạn cho rau vào là xong các bạn nhé. Vậy là mình đã có một xong canh đậu nấu cà. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy hay và học được điều gì đó thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có những động lực ra những video tiếp theo các bạn nhé.